Ok, thì chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay thì sáng đợt trước mình có làm về cái phá đảo Faraday năm, thì hôm nay mình tới mình phá đảo luôn cái trò này. Thì mình cũng hay chơi trò này mà. Mình chạy mình phá đảo luôn cái trò này. Cũng sắp hết rồi, tới hình như cái chapter cuối luôn rồi, không phải. Cố chạy xe xong luôn. Chỉ sợ cái xe này của mình thôi, tại cái vòng cuối á là nó sẽ chạy hai xe. Chiếc kia thì tạm ổn rồi, nhưng mà chiếc này thì nó hơi yếu. Cái xe cuối hình như điểm đâu phải 400 điểm mới có thể đua được với nó, mình mới có 209 mấy à. Chạy hot rồi. Cái trò này mình có làm lần rồi đó. Hai xe mình ngang ngang nhau hết rồi. Xe tụi nó xịn ghê không? Con buổi nghỉ lễ mà ngờ phá đảo hai game. Chắc giờ này chắc có thể hơi trễ sợ người ta rồi mà thôi kệ. Hơi kệ nữa. Thấy chứ làm bồ đằng kia nữa kìa. Ôi. Chiếc Vulcan phía sau con nhỏ này nữa. Ghê thiệt. Xe tụi nó toàn xe khỏe không, mình chạy xe cùi cùi vô đua. Xe mình cùi được cái biển số bull hub. Vô mày. Trời, đụng nhau ghê chứ kìa. These guys are the top racers in the country. Just remember, all you need to qualify for the next round is to pass. Thanks, Jess. But there's only one way I ever do this. I race to win. Mình muốn thắng thì nếu mà mình muốn được tiếp tục vô vòng sau, mình phải trên hạng 4 của cái vòng này. Chọc không? Chạy kinh gì? Bay nhảy luôn. Tán mặt quá trời cái. Tyler, heads up. House of forces headed your way. Nothing I can't handle. I hope so, bro. I recognize some of them. Có ba thằng đã dí trước mình. Holtzman, Vasilev, Nova, take him out. You gotta be kidding me. Out left. Nobody's still trying to save the world. Cool. Mr. Morgan, are you ready to be taken out? Ba này nó chặn lại nè. Một thằng à, biết kiểu gì mấy cái cột đó cũng dính chưởng à. Kỳ chơi mấy thằng cảnh sát nó bị gì hết, nó bị hoài một chỗ đó. Làm chậm xe mình lại chứ. Mẹ mi. Ơi mình đụng trúng cột luôn, bãi cứt. Velo hồi sinh gì kỳ vậy? Hết đúng không? Hết rồi. Mình nhớ 3 chiếc mà ta. Xe vẫn còn lành lặn tí xíu. Chà, tới rừng rồi nè. Các bạn ơi, chậm lại xíu các bạn ơi. Cái xe tụi nó xíu xe không chạy chậm gì. Để dành đi chô. Vượt mày nè con. Ôi đứa thằng ba luôn rồi, ghê.
Green Master. Lên đây mày, giờ còn tao với mày thôi. Lamborghini Murcielago. Solo cái thằng này coi. Nhìn nó thì nhanh đấy. Xe mình cua mình chạy được tới đây luôn ha. Ghê thiệt. Còn ra đất nữa chứ. Xe này nhiều lúc bẻ cua nó hơi cứng một tí xíu. Ôi ôi ôi. Trời ơi. Lỡ tay nhấn cái nút phanh kia cho thằng cái. Sao chỉ cần đứng tới hạng tư thôi mà được rồi. Không cho tụi này dùng. Quỷ gì chạy mất tích luôn rồi. Nhanh quá à. Nó đang đua mà còn gọi điện thoại nữa chứ. Trời ơi, cứ ra đất cho xíu là tụi. Rồi. Ba chậm nữa mà. Cố giữ hẹn ngày thôi được rồi. Running out of time here. Hai thằng trước mặt. Nghe tao dí mày nè con. Ở đó, tao phải hạng nhất. Không có hạng tư gì hết. Hai dặm nữa. Không còn dài. Bấm mỏi tay quá nha. Mình bấm bằng phím. Nó đuôi trò này mỏi tay vãi à. Nghe nói đâu đoạn cuối là có cái đường đất nữa. Nên bây giờ mới sợ chiếc Subaru của mình á. Hơn dặm nữa. Ráng dí hàng này. Cua đây gấp dữ. Còn dặm nữa. Đứng. Trời ơi. Thiệt tình chứ cái xe này. Lâu lâu nhìn nó cua nó không chịu cua. Mà phi địt mẹ nó rồi. Phê lờ thiệt. Nó đúng ngày hàng tư chứ phải. Đây cái nào mình giọng chớ. Call enough friends on the force. Make sure no one gets through except our man. Nhỏ này cố gắng nó chặn mình lại.
Mình sợ cái con quỷ này nè, chờ. Lún gà, lún gà, ngon ngon. Anh chạy cái xe gần như là cơ bản luôn. Đấy. Nó cua, nó không chịu cua vậy, nó cứ bẻ lái rồi mà nó cứ thẳng không à, xe nó vậy. Ờ, lá mặt mày luôn á. Cái gì nên mua xe mới. Trời ơi mày, từ mày làm gì ghê, nghe vút chân cái. Chơi được đất là phải chơi bẩn tụi nó. Đó. Phải cướp cái xe. Đó. Lot of cops. Mình ghét cái xe này. À, còn cảnh sát nữa chứ. Tha tao đi. Mấy bạn thấy cảnh sát không? Khốn nạn cực kỳ luôn. À, làm mất dấu tụi kia luôn rồi. Trời ơi, cho tao đi. Xe tao yếu lắm. Anh đi nâng cấp mà mình có. Mình cũng còn tiền đó chứ mà nâng cấp xe không được, nó không cho. Mẹ thấy khó chịu không? Đua không cho đua. Vãi hả? Xe này yếu đâu đập cảnh sát được. Cho tao đi. Bè tụi bay. Đó. Khỉ không? Trời hồi sinh kia. Ôi thế này đua gì nữa. Ôi. Cái xe này nữa. Thẳng lại coi. À, mất dấu tụi kia luôn rồi đó. Tha tao. Chở xe mà nó tàn luôn rồi, tụi cảnh sát nãy vẫn còn dí. Hên có bạn mình rồi. Vậy. Rồi giờ đu tiếp nữa. Vẫn còn thằng cảnh sát nữa. Vậy. We're tearing it up in Silver Canyon. Silver
got the cops pinned down here, shaking in their boots. Take it home, Lil Ty. Armor 22 Control, we've got multiple code 3s across the county and downtown requesting immediate backup. Quỷ này. Trời ơi. You can sort that out later. Send all available units aftermarket. Cái xe đã yếu rồi hả? Cố là đi chứ, phải à? Nó cấp xe đâu cho nữa, giờ phải mua xe thôi. Mà mua tiền đâu mua hết. Muốn dặm nữa. Bạn quản trí không kịp tụi quần ở đâu, nên là nó nhanh lắm. Ôi, chưa bẩn được. Ồ, chưa bẩn được, ngon. Chơi được đất là phải chơi bẩn. Phải cố giữ. Nữa. Ý. Ôi. Cố lên. Trời, đường đất đỏ nữa. Y như quê mình. Trời đất à. Lộn, chạy đường tắt bên kia. Ủa, ra đường, phải. Không phải cắt đuôi tụi kia. Một dặm nữa, hai dặm, cố lên. Đường đất nó khó chịu vậy á, nhiều lúc bạn bẻ cua nó không chịu cua đâu. Ôi, cắt đuôi được rồi. Ngon. Ôi. Hai giờ ráng chạy tới đích thôi. Ôi, cái đường. Hơi cắt đuôi được xa rồi. Ngon. Cây số nữa. Ngon hơn mà cái đường đất kia mình cắt đuôi được, mình chưa bẩn mình cắt đuôi được. Để giờ mình tưởng mình thua tới nơi luôn rồi đó. Rồi thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Ui, thắng rồi, con thắng rồi. Mẹ ơi, con thắng rồi. Thắng rồi nè, đùa cực khổ luôn. They got pulled away. How many? Everyone? You know what? It doesn't matter. I'll take him down myself. Ê, chờ phải đuôi cái nhỏ này nữa. Hai kìa, đây là chồng đuôi cuối cùng. À, đuôi với bà già này nữa. Ngon, vô đây mày. Ngán mày chắc. Maxillarin luôn ha. Đấu sẽ giật tao nè. Chính dặm. You've seen the kind of tech we have in our cars. You've got no chance. Cheat all you want, I'll still win. Rồi tới mẹ nữa nè. Kiếm chỗ mình đập bả coi. Tyler, 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 down to you and Navarro with everything on the line. Tell me you got this. I got this. Nhanh á. Đấu với xe tao là ổn rồi. Sửa xe luôn nè. Thế mình kiếm chỗ để chơi nữa. Ác chứ tui.
Trời. Cái cột đó mình tưởng mình tông có được luôn chứ. Chà, giờ phải bắt đầu dí nó luôn rồi. Mẹ bà nó. Giờ còn nói chuyện nữa, lo đua đi kìa. Chiếc xe biển số quần húp của tao, cố lên. Nằm dầm nữa. In a long series of speed bumps on my way to the top. We'll see about that at the finish line. Now would be a great time to lay down a straight flush, kid. Mày chạy đâu rồi? On it. À, bị kẹt cái gì đó hả? Ờ. You told me you'd handle this. Yet here we are. I am handling this. No, I'll take care of this myself. What do you mean? Giờ nó với con nhỏ kia với lại boss của nó đang cãi lộn rồi. Looks like it. Morgan, I could use some of your talent in the house. You'll be the top racer in town. And rich beyond your wildest dreams. Con kia đang chạy cho cái bị kẹt luôn vãi ra. Nhưng mình thấy nó lạng quá, nó tông vô bức tường cho cái xong. Hiểu. You can't replace me. I gave you this city. And you're gonna lose me the whole thing because of your damn vendetta. Thanks for the offer. Pass. Come on, Morgan. What do you want? Fame. Fortune. Lena's head on a platter. Ôi dù thành phố rồi. I want you to give me everything you Móc xe. So when you lose, I'll know it's because I was better. This is not over. Dầm rưỡi nữa. Nhanh lên nhỏ kia, tao chạy trên đây. Mình tính là tự tông nó mà cho nó ở chỗ. Ai về đâu. Tự tông luôn rồi, ba nó. Phá đảo easy luôn rồi. Năm trăm dặm nó tới đích luôn rồi, trước mặt luôn. Stay focused. Thắng. Yes. Móp xe tùm lum. Xe chạy hết. Nhìn mình mặc đồ giản dị vô. Mình đua ghê lắm á. Thua rồi thì good. Good. Nói vào đồng bọn đi đây. Where are you? Your damn wager's ruined us, Navarro. It's gonna take all I have just to survive this. The house is done with the streets, and we are done with you. You can't. I've worked too hard for this. Everything you achieved, I've given you. Now, I'm taking it away. Take me down, and you'll burn with me. You know how much I've got on you? On all of you! I should never have trusted you. I will not make that mistake again. Giờ bị bắt. Vậy. So Ty, we won the rush and took down the house. Xe chạy hết, What's chạy. I have an idea. Whoa! No way! But first, race to the airfield. Really? Is that a trace of fear? I get it. I'm a champion. Xe đạn cuối chạy hư hết nhìn tội. Mày phá đảo luôn rồi. Ok, thì clip của mình tới đây ha, chủ yếu là chạy để phá đảo luôn cái trò này mà. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.